nhà hiên, thì hôm nay ý sẽ chỉ cho cả nhà cách cắm một cái gọi là cái giỏ hoa đồng tiền cơ bản đơn giản ha. Thì đây là cái giỏ đã bỏ xốp cho May rồi, thì lá sử dụng là lá thứ một lai với lại hoa đồng tiền 1g. Thì bây giờ ý sẽ bắt đầu yến cắm nha. Đây đây ha, ý sẽ đo chiều cao của cái đây rồi, ý sẽ cắt ha. Với cái mẫu này thì cả nhà có thể dễ dàng áp dụng cho nhiều gì trong gia đình của mình đó. Cái phần này tí mình sẽ để dành lại để tí mình làm cuộn lá nha. Với cái cọc cắt lá này thì nó khá là đơn giản, ai cũng có thể áp dụng được hết. Tại vì nhiều lúc Yến làm lá cầu kỳ quá, cái một số bạn lại vô nói rằng là Yến làm lá cầu kỳ quá, dẫn đến là họ làm theo không có được. Thì Yến cũng muốn gọi là, tại vì mình cắm hoa tại nhà cho nên là mình cũng muốn gọi là đơn giản nhất có thể để mà chia sẻ cho mọi người nha. Mấy bữa nay Yến có nói chuyện với là một chị bên bên Mỹ, thì chị chia sẻ là ở bên Mỹ á, giá lá này là hoa rất là mắc, cho nên là chị thấy Yến cắt lá đã qua chị nhiều lắm luôn á. Cho nên mình thấy được là ở Việt Nam mình có những cái rất là sung sướng, có nghĩa là lá thì rất là rẻ, hoa cũng rẻ, lá mình có thể đi ra đường mình hái. Còn bên Mỹ thì không có được nha, hái là nó phạt tù quá. Nói chung thì phạt tù ý nghĩa không, cái không đến nỗi phạt tù đâu, nhưng mà đại khái là mình cần mặt tiền. Mẫu này cả nhà có thể áp dụng cho cắm hoa ngày rằm nha. Hoặc là nhà mình có đám giỗ, đám tiệc gì đó, mình có thể cắm cái mẫu này. Nói chung là nó nhanh gọn lẹ, nó đơn giản. Rồi ở phía trước này nè, Yến sẽ cắt cái lá dạng gọi là đuôi cá nha. Đây, Yến gấp cái lá này là Yến sẽ như mình cắt nơ rồi đó. Đây, đây ra một chiếc lá đuôi cá. Rồi, Yến sẽ cắt thêm một cái dòng ở đây, Yến đẹp ở chính giữa ha. Đó, đây là cách Yến cắt lá ha.
xong yến cắm này rồi, xong rồi bây giờ yến rồi cắm hoa đồng tiền nha. Để mà hoa đồng tiền nó nó không bị gục á thì là mình sẽ uống kẽm. Đây nha, đây đó, mình đo nó chứ không cạnh kẽm. Hoa đầu tiên của mình nó sẽ lâu gục hơn. Cái thân của hoa đầu tiên vốn dĩ nó là thân xốp á. Rồi mình có thể dễ dàng vẽ ha. Vẽ từ từ thôi nha. Đó. Giờ là mọi người đã hiểu lý do tại sao mà hoa đọc tiền có người người ta bày rất là dễ, còn mình thì làm hoài nó không có như ý mình muốn, là tại vì là nằm ở cái bí mật này hen. Cái hoa đầu tiên này nó vô phía trong nè, bây giờ thấy không? Đó, nó vô phía trong. Cái bông này nè, Yến vẽ hướng ra xíu nha.
cho thêm hai bọn bông chính giữa nữa. Cho nó hơi nghiêng lên cái chân xíu này. Rồi bây giờ mình sẽ để cái lá chính giữa ha. Rồi xen kẽ là lá. Đuôi cá ha, nhưng mà cuộc đạp cá đuôi này đuôi nhỏ để mình chèn vào trong cái này. Dùng tối đa cái lá lan, cái mẫu này thì có thể là mọi người sẽ thấy là nó trùng với những cái mẫu cắm hoa cúc hay gì đó, nhưng mà ở đây chỉ muốn làm một cái mẫu đơn giản để cho một số bạn, ví dụ như nếu là lần đầu coi cái clip này thì cũng biết cách để mà làm ha. Rồi phía sau thì lấy ra vài miếng chè nè. Kèm số phía sau. Thì tổng cộng mình sử dụng là 10 bông đồng tiền ha, cho cái loại hoa này. Hoa, đồng tiền, dân lên bàn thờ, nghe trong những dịp đặc biệt trong gia đình của mình, đám giỗ hoặc là ngày rằm hoặc lễ Tết, hoặc là đơn giản cả nhà thích gọi là cắm một cái bình hoa để trang trí cho gia đình của mình thôi, thì mình cũng có thể áp dụng cái bình này. Hen, rồi nếu cả nhà thích thì nhớ nhấn like, share, comment ủng hộ Yến nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.